Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 của chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn một chiếc xe mà đi rất là kinh tế, rất là hiệu quả, cực kỳ tiết kiệm mà giá thành thì lại rất là rẻ. Chỉ hơn 400 triệu đồng thôi, chỉ với hơn 400 triệu đồng một chút thôi thì quý vị và các bạn sở hữu ngay một chiếc xe SUV gầm cao và số tự động máy dầu ạ. Cực kỳ tiết kiệm, cực kỳ hiệu quả, cực kỳ kinh tế đấy ạ. Vâng, đó chính là chiếc xe Ford Everest 2.5 máy dầu bản Limited số tự động đấy ạ. Chiếc xe này đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và mới chạy được 12 vạn km thôi. Thì sau đây thì tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn xem về chiếc xe Ford Everest 2.5 Limited máy dầu số tự động này ạ. Chiếc xe này còn rất là đẹp ạ, vì chiếc xe này của bạn tôi đang nhờ tôi đang bán hộ, cho nên là bạn tôi vẫn đang sử dụng, tất cả đồ đạc trong xe vẫn còn nguyên ạ. Hôm nay thứ bảy bạn tôi được nghỉ rảnh rỗi nên là đánh qua cửa hàng tôi và nhờ tôi đang ở đây để bán cho bạn tôi. Nếu như quý vị và bạn đang quan tâm đến chiếc xe này thì quý vị và bạn có thể được gặp trực tiếp chủ xe, giao dịch chính chủ luôn ạ. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là chỉ hơn 400 triệu đồng thôi, và chính là cái phiên bản Ford Everest 2.5 Limited máy dầu, chiếc xe lăn bánh được 12 vạn km thôi. Và đặc biệt là chủ xe rất là kỹ tính, chủ xe rất là cẩn thận, chủ xe đã bảo dưỡng rất là đầy đủ tại hãng và đã lắp thêm rất là nhiều đồ chơi rất là đẹp. Sau đây thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và bạn cùng xem. Quý vị và bạn xem qua thì quý vị và các bạn có thể đánh giá được cái chất lượng của chiếc xe này rồi. Về cái ngoại thất vừa rồi thì rất là đẹp rồi. Đây là cái lốp của xe, la răng thì 6 cánh mặt phay cực khỏe, và lốp thì còn rất mới, rất là dày ạ. Chủ xe cũng vừa mới thay xong một dàn lốp này, cho nên nếu như quý vị và các bạn mua chiếc xe này về thì đi rất là yên tâm ạ, còn sử dụng rất là dài, không phải thay lốp ạ. Không những không phải thay lốp mà tất cả các bộ phận ở trên xe này chủ xe cũng đều vừa mới bảo dưỡng và thay thế rất là nhiều những cái đồ xịn tại hãng ạ, cho nên là chiếc xe này có thể nói đi rất là yên tâm. Đây là cái phần nội thất của xe, tôi quay và giới thiệu cho quý vị các bạn cùng xem. Đầu tiên thì tôi vẫn quay về cái phần keo chỉ cho quý vị các bạn cùng xem. Tất cả keo chỉ này là còn nguyên bản hết ạ, chưa có đâm đụng, chưa va chạm gì cả, tất cả còn rất là đẹp. Đây là cái cánh cửa bên lái ạ. Và nội thất thì còn rất là sạch sẽ, rất là sáng, vì chủ xe rất là cẩn thận, rất là kỹ tính, cho nên chiếc xe nó mới được đẹp như thế này ạ. Và đây là cái phần nhựa này. Phần nhựa này tất cả còn rất là mới, rất là đẹp. Vô lăng cũng còn rất là đẹp ạ. Tất cả còn rất đẹp hết. Chủ xe lắp thêm rất là nhiều đồ, lát nữa tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị các bạn cùng xem. Đây là chiếc vô lăng của xe. Chiếc xe đã chạy được 12 vạn km rồi. Và trên vô lăng này chủ xe đã lắp thêm điều khiển, các phím điều khiển bằng Bluetooth trên vô lăng đấy ạ. Tí nữa thì tôi quay chi tiết ạ. Đây là cái phần ghế da đấy. Ghế da còn nguyên bản ạ. Ghế da còn nguyên bản ạ. Và còn rất là đẹp ạ. Đây là bộ ghế da theo xe, còn rất là đẹp. Đây là cái cánh cửa phía sau bên lái, táp bi cánh cửa phía sau bên lái đây ạ. Keo chỉ tất cả cũng còn nguyên bản. Điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì cả. Tất cả còn nguyên bản và đang hoạt động rất là tốt, không có một lỗi gì cả. Táp bi thì còn rất là đẹp, rất là sạch sẽ. Chỉ với hơn 400 triệu đồng thôi thì quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay chiếc xe 7 chỗ gầm cao, máy dầu, đi cực kỳ tiết kiệm này. Đây là cái phần trần, nỉ trần rồi da tất cả còn rất là sạch sẽ, mặc dù chúng tôi chưa có dọn dẹp gì, chủ xe vẫn đang đi, vẫn đang sử dụng. Đây, tất cả đồ đạc cá nhân của chủ xe vẫn còn nguyên trên xe. Chủ xe là bạn tôi, chủ xe đang nhờ tôi bán hộ chiếc xe này, cho nên nếu như quý vị và các bạn muốn mua chiếc xe này sẽ được giao dịch gặp chính chủ luôn ạ. Đây là cái cánh cốp sau, hay còn gọi là cửa sau đây ạ. Tất cả keo chỉ cũng còn nguyên bản hết ạ, chưa có mất một phân keo chỉ nào cả. Cái cánh cửa phía sau này là cái cánh cửa quan trọng nhất, vì những xe nào mà hay đâm hay va gì thì nó sẽ thể hiện hết ở cái cánh cửa này đây ạ. Nếu đâm đụng hay va chạm gì thì sẽ không còn keo, và những cái ốc này không còn nguyên bản nữa. Tất cả chiếc ốc này, keo này và còn nguyên bản hết ạ, chưa có tháo rỡ gì cả. Điều này chứng tỏ là chiếc xe này không có bị đâm đụng hay là va chạm gì cả, tất cả còn nguyên bản ạ. Và phần nhựa này, phần da, tất cả những cái phần nhựa, phần da, phần nỉ trần còn rất là mới, mặc dù chủ xe còn đang sử dụng, chưa có dọn rửa, chưa có phải làm gì cả, nhưng mà nó còn đẹp như thế này. Đây là cái đồ cá nhân của chủ xe đấy ạ. Chủ xe vẫn đang đi sử dụng. Hôm nay thứ bảy có rảnh rỗi đánh qua cửa hàng thì chúng tôi sẽ quay lên đây và giới thiệu để bán cho chủ xe. Cho nên là
nếu như quý vị và các bạn quan tâm chiếc xe này thì quý vị và các bạn có thể được gặp trực tiếp để giao dịch với chủ xe. Quý vị và các bạn có thể liên hệ với số hotline của ô tô 360 của chúng tôi là 0905 608 883 để chúng tôi sẽ tư vấn và chúng tôi sẽ sắp xếp cho quý vị và các bạn được gặp chủ xe để làm việc trực tiếp ạ. Đây là cái táp bi cửa phía sau bên phụ đây ạ, bản lề tôi quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem. Từ cái ốc bản lề đến keo chỉ tất cả nó còn nguyên bản ạ. Tôi cam kết chiếc xe này là không có tai nạn, không có đâm đụng, không ngập nước, không va chạm gì cả. Tất cả nó còn nguyên bản và nó còn rất là đẹp ạ. Tất cả còn rất là đẹp ạ. Từ phần nỉ trần cho đến phần ghế da, tất cả đều rất là đẹp. Và các cửa gió điều hòa, các chi tiết còn hoạt động rất là tốt ạ. Tất cả đều hoạt động rất là tốt ạ. Vì chủ xe bảo dưỡng thường xuyên và bảo dưỡng tại hãng. Tất cả các chi tiết trong xe và tất cả các bộ phận đều hoạt động rất là tốt ạ. Đây là cái táp bi cửa trước bên phụ. Tôi cũng quay chi tiết cho quý vị và bạn cùng xem. Tất cả là keo chỉ đây, còn nguyên bản hết ạ. Chưa có va chạm gì cả thì nó còn nguyên keo chỉ như này. Tất cả keo chỉ zin của xe đấy ạ. Từ cái ốc bản lề hay là cái táp bi cửa này, tất cả còn nguyên bản và chưa có dấu hiệu của đâm đụng hay là chưa có va chạm gì cả. Nên còn mới này. Đây là cái táp lô của xe đấy ạ. Chủ xe lắp thêm rất là nhiều đồ. Lát nữa thì tôi sẽ quay chi tiết và giới thiệu từng đồ cho quý vị và bạn cùng xem. Đây là cái phần ghế da này, phần ghế da, phần nội thất, hộp cốp giữa này. Đây là cái phần ghế bên phụ đây ạ. Còn rất là mới và còn nguyên bản ạ. Bậc cửa thì chủ xe cũng đã dán bảo vệ để chống xước, đi chống xước cái bậc cửa đây ạ. Chủ xe rất là kỹ tính, rất là cẩn thận. Đây là cái ốc cánh cửa đây ạ. Ốc cánh cửa, ốc bản lề cánh cửa này, gioăng này. Tất cả là còn nguyên bản và còn rất là đẹp ạ. Chưa có dấu hiệu của sự mài mòn, chưa có dấu hiệu của sự đâm đụng hay va chạm gì cả nên nó còn rất là đẹp. Trần số cũng còn rất là đẹp ạ. Chưa có xước sát gì cả vì chiếc xe mới chạy có 12 vạn km thôi. Và sau đây thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần option và cái phần táp lô này và các đồ đạc mà chủ xe lắp lên. Chủ xe đã độ lên cái màn hình này là cái màn hình Android giải trí đa phương tiện đấy ạ. Vì cái thời buổi công nghệ 3.0 tất cả đều dùng đến công nghệ cho nên phải lắp thêm cái màn hình Android giải trí đa phương tiện. Và vô lăng thì chủ xe đã lắp thêm tất cả các nút điều khiển, các nút điều khiển trên vô lăng, các nút điều khiển rảnh tay trên vô lăng và đều kết nối với đầu màn hình, tất cả các thứ bằng Bluetooth rồi cho nên là đi rất là tiện lợi ạ. Và đây chính là chiếc vô lăng của xe đây ạ. Đây là cái phần head up display. Head up display tức là hiển thị tốc độ ở trên kính lái ạ. Chủ xe cũng rất là yêu công nghệ và rất chăm chút cho con xe nên lắp thêm rất là nhiều đồ ạ. Và đây chính là đồng hồ của chiếc xe. Chiếc xe mới chạy được 12 vạn km thôi cho nên nó còn rất là đẹp ạ. Tất cả còn rất là đẹp ạ. Đồng hồ chạy 12 vạn km. Vô lăng thì còn rất là đẹp. Chưa có xước sát gì cả. Tất cả là còn rất là đẹp, rất là mới. Chiếc xe mới chạy 12 vạn km thôi cho nên nó còn rất là đẹp. Đây là cái màn hình Android mà chủ xe cũng đã lắp lên. Giải trí đa phương tiện rồi ạ. Và đây nữa là cái phần chủ xe lắp thêm, đó chính là cảnh báo áp suất lốp. Cảnh báo áp suất lốp này nó sẽ báo những lốp nào thiếu hơi, cả 4 lốp đây ạ. Cho nên là quý vị và các bạn có thể yên tâm, nó báo cảnh báo áp suất lốp này, cảnh báo nhiệt độ này, tất cả các thứ đều hiển thị hết lên rồi. Chủ xe rất là yêu công nghệ cho nên là lắp thêm rất nhiều. Và đây là cái màn hình giải trí đa phương tiện và là màn đầu Android cho nên nó có rất nhiều chức năng. Quý vị và các bạn vừa đi xe, lúc những lúc nghỉ ngơi có thể giải trí bằng YouTube này, hay là nghe nhạc này, bản đồ dẫn đường này, và tích hợp kể cả camera lùi cũng tích hợp hết lên trên cái màn hình Android này rồi. Cho nên là quý vị và các bạn yên tâm sử dụng chiếc xe này, thì tuy chiếc xe này sản xuất năm 2011 nhưng mà những cái phần công nghệ mới nhất cũng đã được chủ xe đưa lên chiếc xe của mình này rồi. Cho nên là quý vị và các bạn có thể yên tâm sử dụng chiếc xe này, và chỉ với hơn 400 triệu đồng thôi thì quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe máy dầu gầm cao lại 7 chỗ, đi cực kỳ tiết kiệm, cực kỳ hiệu quả và tất cả còn rất là mới, rất là đẹp. Và cái phần quan trọng nhất mà chúng tôi muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn là cái phần động cơ đây ạ. Ford cũng đã trang bị cho chiếc xe Everest 2.5 Limited này là một cái động cơ diesel 2.5 lít ạ. Và cái phần không thể thiếu mà tôi muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn đây là cái phần ốc cabo. Ốc cabo cũng còn nguyên bản, chưa có tháo ra cho nên là tất cả keo chỉ này nó cũng sẽ còn nguyên. Và điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả.
tất cả còn nguyên bản, tất cả còn nguyên bản hết ạ. Cho nên là điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa tai nạn, tất cả còn nguyên, máy móc cũng còn nguyên, tất cả các ốc còn nguyên hết đấy ạ. Và chủ xe bảo dưỡng định kỳ tại hãng, cho nên là quý vị và các bạn nếu như sử dụng chiếc xe này thì có thể yên tâm ạ. Chủ xe chăm sóc rất là kỹ ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn muốn quan tâm đến chiếc xe này, xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn đi thử trực tiếp, muốn xem trực tiếp chiếc xe này thì mời quý vị và bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử chiếc xe này. Nếu như quý vị và các bạn đến thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ với tôi trước để tôi sắp xếp chủ xe đánh qua cửa hàng, để hai bên cùng gặp nhau, cùng trao đổi, có thể xem xe về chất lượng rồi bàn về giá cả tại cửa hàng chúng tôi. Nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy chia sẻ clip, hãy đăng ký kênh để được đón nhận những clip mới nhất mà ô tô 360 chúng tôi up lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Quý vị và các bạn đăng ký kênh thì quý vị và các bạn sẽ được đón nhận những clip mới nhất, những chiếc xe ô tô mà chúng tôi vừa mới mua về thì chúng tôi sẽ up lên đây. Quý vị và các bạn được xem ngay ạ. Để không bỏ sót video, không bỏ sót những chiếc xe nào thì xin quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh, hãy kích vào nút chuông bên cạnh nút đăng ký để đón nhận những clip mới nhất, để được xem những chiếc xe mới nhất mà chúng tôi update trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. Và các bạn ơi, thời tiết bây giờ đã bước sang mùa hè rồi, rất là nắng nóng. Với thời tiết đang nắng nóng như thế này mà anh em chúng tôi lại suốt ngày phải làm việc ở ngoài trời thì quả rất là nắng nóng và vất vả. Quý vị và các bạn nếu như muốn ủng hộ anh em chúng tôi thì quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để động viên cho tinh thần anh em chúng tôi làm việc nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. Mm-hmm.